Bạn, hôm chào mừng bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn chế tạo một cái máy chụp khí đơn giản nhé, dùng nguyên lý điện phân. Để chế được nó mình cần một cái lọc của em bé. Cái lọc này thì nó ở đây, sẽ là cái này. Tiếp theo mình sẽ cần một cái kẹp. Tiếp theo nữa mình sẽ cần dây điện. Tiếp theo nữa mình sẽ cần cái thanh. Cái thanh này có thể uốn được này. Cuốn thì nó sẽ dựng nguyên luôn, như vậy là thanh thép cũng được hoặc cái gì đó. Và một số dụng cụ khác. Mình sẽ cần thêm nguồn 5V 1A. Đầu tiên mình sẽ cắt cái vòng. Mình bắn làm sao cho nó nổi lên một cục như này. Bây giờ mình sẽ gắn cái còn lại vào như này, sao cho hai tấm lưới không chạm nhau là được. Tiếp theo mình sẽ tháo những cây dây ở đây ra, hai dây là được. Như thế này. Bây giờ mình dùng cái này. Như này. Bây giờ mình sẽ test nhé.